Em chào cả nhà mình ạ, chào mừng cả nhà mình đã đến với livestream, bài livestream của shop em chiều tối hàng ngày nha. Vào liền livestream để mà mình cùng săn sale với shop. Thích mẫu nào bình luận phía dưới cho em nha. Và hiện tại thì shop đang mới vừa về hàng cho mình rất là nhiều mẫu xinh luôn. Đầm dạ hội có nè, nhiều chị khách hỏi em là em ơi có về đầm dạ hội không, thì ngày hôm nay em có đầm dạ hội rồi nha. Đầm mix size thì cũng sẽ về cho mình thêm hai màu nữa. Đó, hồi bữa chị khách nào mà mình chưa kịp đặt đầm mix size hay là mình đã có đầm mix size rồi và mình muốn có thêm nhiều màu nữa thì đây bình luận phía dưới cho em nha. Em đây có bề màu này các chị ạ, à, dễ thương nha, nền trắng, nền đen, hoa trắng nhí, rồi chấm bi, eo bao thun co giãn cho mình luôn, đẹp lắm luôn, 40kg cho tới là tầm 70-80kg mình mang vẫn vừa luôn ha. Rất là nhiều mẫu đẹp, cố gắng mình tranh thủ đặt hàng sớm sớm liền để mình em tư vấn và chờ hàng luôn. Rồi, mẫu đầm đầu tiên ngày hôm nay thì em sẽ giảm giá cho chị em mình luôn ha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 15, ui trời đất ơi. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1537. Chị nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1537 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được. Và ngày hôm nay thì em sẽ sale luôn. Em chào chị Nguyễn Cúc và em chào cả nhà mình mới vô ha. Rồi 1537 ngày hôm nay shop sale đặc biệt, giá chỉ có là 179.000 đồng thôi. Mã số sản phẩm là 1537, chất liệu vải ren cho mình, đảm bảo cái cổ đắp chéo, dáng nằm phông xòe dài ha. Mẫu đang mặc trên người, mã số sản phẩm 1537, chị khách là mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm nha em là được nha cả nhà ơi. Chất liệu vải ren siêu mềm luôn và đây là đầm ren hoa, nhánh eo dáng nằm phông xòe tròn tự nhiên. Em cao 1m65, đầm này mặc dài phủ luôn cả cái bắp chân em. Em đầm này rất là dài luôn. Mình thích mặc dài để dài, không thích mặc dáng dài lên like nha. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Cúc rất là nhiều ạ. À, cả nhà ơi chấm bài tương tác dùm em cái này các chị ạ. Chấm bài tương tác cho em nè, chia sẻ livestream cho em lên tường. Em chào chị Chu Thị Huệ, em chào cả nhà mình mới vô. Em váy này hôm nay sale rẻ nha các chị, 179.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 179.000 đồng. Mẫu em đang mặc cho người, mã 1537, chất ren nha cả nhà ơi, mềm lắm, co giãn cho mình nè. Còn cái vải ren này đẹp nha, 1537 179 dùm em, 1537 giá 179.000 đồng. Đặt hàng bình luận phía dưới cho em mã 1537 kèm số điện thoại. Em còn cho mình là size M 40-52kg, eo tối đa tầm 72 độ về, mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1537, giá 179.000, giá 179.000 đồng. Đồng ren trời ơi, không những nó mềm, nó còn nhẹ nữa, và mặc lên thì phải nói rất là mát luôn nha. Mã 1537. Ok, tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị yêu mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa nha. Em ơi, cho mình đầm này thì sẽ có hai size cho mình luôn. Em chào chị Huy Trương, chào chị Ánh Tuyết ạ. Mẫu em đang mặc trên người, mã 1537 cả nhà ơi, giá 179.000 đồng. Kiếm đâu ra các em đầm ren mà giá có 179.000 đồng mà. Cả nhà mình muốn kiếm đầm bao nhiêu ký thì mình bình luận phía dưới nha, tại vì đa số thì em sẽ ưu tiên những em đầm lẻ size trước. Mà đầm lẻ size thì hên xui, có cái đầm thì size nhỏ quá, có cái đầm size to thì to quá nha. Cho mình muốn em lên mẫu nào, size số như thế nào mình cứ bình luận phía dưới giùm em. Rồi bây giờ tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nè. Mẫu này họa tiết á, da beo nha. Rồi giá 169.000 luôn cho mình. Mẫu em đang mặc cho người, mã số sản phẩm là 1509, đầm này cái sẽ là cổ vuông ha. Cổ vuông cho cả nhà mình, tay ngắn vai phồng nè, ôm eo dáng thầm phông xòe luôn. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1509, giá 169.000 đồng. Em mấy này em còn hai size nha các chị. Em ấy nè, em còn hai size ML 40kg cho tới 55-56kg, mã số là 1509. Rồi, cổ này cổ vuông nhỏ nhỏ nha cả nhà ơi, nhỏ vừa thôi, không có quá to đâu. Đó, rồi đẹp. Đường may đạ này cả nhà. Nền vải này, nền vải màu kem kem và họa tiết da beo thì màu nâu đen như thế này. Nhánh eo, dáng xè, đầm này xè nhã, ngắn ngắn lửng lửng thôi. Em cao 1m65, đầm này mặc vừa tới gối nha. May một lớp kèm hai túi và lùa mango cao cấp, coi vậy nhẹ nhàng hai chiều luôn. Đó, xin hai các chị một lớp hai túi. Mẫu em đang mặc trên người, mã số sản phẩm là 1509. Đợt này em về cho mình dạ hội đây cả nhà. Sang đẹp lắm. Đây, hai màu luôn cho mình. Em về cho mình có màu xanh nè, màu đen có luôn. Hai mẫu dạ hội cho chị em mình đây, về hàng nha. Rồi mình muốn em mặc lên mẫu nào mình thì mình cứ bình luận cho em phía dưới. Đẹp lắm. Em có về cho mình cái chất tắp ta nữa nè cả nhà, vải tắp ta nữa, đẹp lắm luôn ha.
Rồi còn mẫu em đang mặc trên người, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1509. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1509, ngày hôm nay em giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền 169.000 đồng, 40kg cho tới tầm 55-56kg, và eo tối thì em tầm 75-76 độ về nha. Vải lụa mango co giãn nhẹ nhàng hai chiều, mang một lớp kèm hai túi cao khóa kéo luôn. Mẫu đang mặc trên người mã 1509 nè. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác. Lên cái đầm khác có size lớn nha, cái trời em váy này bữa em thấy còn size lớn nè, không biết giờ còn không, chờ em chút nha. Ô rồi full size luôn rồi nhà ơi, đầm này full size xe trăm mấy luôn nha. Còn mẫu em đang mặc trên người mã số 1509, mã 1509 ngày hôm nay em giảm giá cho mình luôn, chỉ còn có giá tiền bao nhiêu ạ? Sale rẻ 169.000 đồng. Mình đặt hàng bình luận phía dưới cho em 1509 kèm số điện thoại nha, một lớp hai túi có khóa kéo phía sau lưng luôn. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nè. Mẫu này mã 1525. Mẫu đầm này mã số sản phẩm là 1525. Đầm này cổ vuông tay ngắn dáng chữ A nha, một lớp hai túi cho mình. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525. Đầm này lụa mango nha các chị, một lớp hai túi cho mình ha. Nền vải màu đen và có phối cho mình những cái họa tiết hoa 3D trải đều trên nền vải. Mẫu đang mặc trên người mã 1525. Xinh nha các chị ơi, váy mềm co giãn nè. Em váy này đầm chữ A nha các chị. Bây giờ kiếm đầm chữ A bên shop là hơi bị hiếm luôn đó, tại vì đa số là đầm xòe, đầm maxi, đầm tầng, đầm lưới, đầm ren đó. Còn đầm chữ A mà đơn giản như thế này phải ra rất là hiếm luôn, chỉ có một mẫu này thôi. Giá chỉ có là 199.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1525. Chị nào mình đặt hàng lên đơn giúp em 1525 kèm số điện thoại nha. 1525 nè, giá chỉ có là 199.000 đồng thôi. Váy rất là mềm nhẹ tên hà, còn có co giãn nhẹ nhàng hai chiều cho mình nữa. Váy này em mang cho mình một lớp kèm luôn hai túi nha, mã số sản phẩm là 1525. Này vải màu đen có phối hoa nha các chị, mà mấy cái hoa này thì không phải là hoa nhựa đâu nha, cho mình có thể giặt tay giặt máy thoải mái nè, không bong chóc, không rơi rớt, cũng không có sợ bay màu vải luôn, đẹp lắm. Dạ em cho chị Violet nha, chị Thanh Thanh vô like cho em xin một chấm đi mấy chị yêu ạ. Các chị yêu mình vô livestream của em cho xin một chấm đi ạ. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525, mình đặt hàng bình luận ngay phía dưới cho em mã 1525 kèm số điện thoại. Đầm thấy cái sợi là cổ vuông tay ngắn nha, dáng chữ Adidas. Váy này em may cho mình một lớp kèm luôn cả hai cái túi nha, mã số 1525. Rồi nhanh tay giùm em nha cả nhà ơi, em chào chị Mai Thơ, chào chị Lan Nguyễn, em đang có 4 size nha. Em chào chị Lộc Trần, em cảm ơn cả nhà mình ạ. Rồi đa số em còn cho mình size M. Rồi size L là còn 2 chiếc. Size M còn 80 chiếc, size L còn 2 chiếc, XL còn 8 chiếc và 2XL còn 3 chiếc cuối cùng. Full size cho mình 40kg cho tới 65-66kg. Và eo túi ra thì eo tầm 85-86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1525. Mình đặt hàng bình luận phía dưới gian mã 1525 kèm số điện thoại nha. Xinh quá trời luôn ạ. Không xem được shop ơi. Chị Nhâm Hạnh ở đây em vẫn xem được bình thường mà chị yêu ơi. Sao mà lại không xem được vậy ta? Chị yêu mình có còn nghe em nói không ạ? Chị yêu mình thoát ra vào lại dùm em đi. Chị yêu mình thoát ra vào lại dùm em đi là xem được nha chị. Tại vì ở đây thì em vẫn đang xem được bình thường á chị yêu ơi. Đó. Tại vì em vẫn đang xem được bình thường á chị. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã là 1525 nha. Mã 1525 thì ngày hôm nay là em đang giảm giá cho cả nhà mình luôn á, với mức giá là 199.000 đồng nha chị, 199.000 đồng nha. Em váy này 199.000 đồng, chị nào mình đặt hàng lên đơn sớm cho em luôn 199.000 đồng ngay trong bài livestream ngày hôm nay. Nghe rõ lắm hả chị Yến Hải? Ok chị Nhâm Hạnh ơi, sao mình xem không được vậy chị ơi? Tại vì ở đây em vẫn xem được bình thường này chị. Là mẫu em đang mặc trên người mã 1525 nha, 1525 giá xem nãy giờ mà trời em không thấy luôn á chị Tuyết Bùi ơi. em không có thấy cả nhà mình ơi, em tại vì Facebook á cả nhà, nếu như mà mình vô like em không có thấy tên của mình hiện lên, trừ khi cả nhà mình chấm bài cho em thôi. Với lại dạo này Facebook bóp tương tác quá trời, cả nhà chấm bài cho bài livestream của em nó nhảy lên. Dạ em chào chị Thu Huy nha, em 82 mặt 2XL chị, đặt hàng mẫu này cho em xin mã là 1525. Lần này em có về đầm mới khá là nhiều quá cái chị, mình thích mẫu này bình luận phía dưới cho em nha. Rồi bây giờ em sẽ thay tiếp cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác lên đầm này đi, hoa 3D. Hai ba đầm này hôm nay sale nha các chị. Đầm mới có về rồi, mấy cái em đầm này là sale hết. Cái đợt này thì em có về cho mình
tay le, giò hội tay le dáng dài, siêu dài luôn. Rồi đây, mẫu em đang mặc mã 1523 nha. Chị là muốn em mặc đầm mới, bình luận phía dưới giùm em nha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523. 1523 siêu phẩm. Chú có máy này rất ạ. Em cảm ơn chị. Rồi, em còn 3 size à. Size M, size L, 2X. Size M, size L, 2X thôi. Rồi, đầm này từ 40kg cho tới là tầm 65-66kg nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523. 1523. Rồi, 1523 ngày hôm nay sale xuống nha cả nhà mình luôn. 1523 em còn cho mình là 3 size nha các chị. 1523. Còn 3 size 40kg cho tới tầm 65-66kg mặc đều thoải mái. Rồi em ấy này ngày hôm nay chị khách nào mình đặt hàng em giảm giá cho mình luôn đi. M, L và 2XL giảm giá còn 259.000 giảm. Cảm ơn chị Tuyết Võ nha. 1523 đi ha. 259.000 đi. Giảm giá luôn. Đầm này đẹp lắm mình ơi, xinh cực kỳ. Cả nhà mình nhìn giùm em, những cái chùm hoa trải đều trên nền vải như thế này ha. Hoa nó hiện lên trên nè, hiện rõ lên trên, hoa nó ẩn ở phía dưới có. Đó, hoa hiện lên trên, hoa ẩn phía dưới có, thành từng chùm như thế này rất là đẹp. Và mình không có sợ cái màu này nó bị tối đâu các chị, tại vì có những cái em hoa màu xanh coban á trải đều trên nền vải như thế này thì mình không có sợ là màu này bị tối đâu nha. Nó cũng tương đối là sáng cho mình. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1523, 259.000, 259.000 đồng em mới vừa sale xuống nha. Hiện tại em đang còn cho mình size M, size L với lại 6 cái size 2XL cuối cùng. Chị khách nào mà mình mặc size XL đó thì mình lấy cái size 2X về nhà bắt em nhận dùng em ha. Giá 259.000 đồng em giao hàng về tới tận nhà trước bon hàng. Với bon hàng bên shop thì mình yên tâm đi giặt tay giặt bát thoải mái á, đồng xinh lắm. Trời ơi, cực kỳ đẹp luôn. Giá chỉ có là 259.000 đồng mẫu này thôi. Mã số sản phẩm là 1523. Các chị mình đặt hàng bình luận phía dưới cho em 1523 kèm số điện thoại. Điện nền vải á, thì là màu đen. Nền vải thì là màu đen nha. Eo 82 vừa chị Mỹ 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 ơi. Chị Mỹ 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 ơi. Cái đầm này eo 82 triệu mình vừa ha. Lấy cho em 2XL em còn 6 chiếc á chị. Đây mình nhìn dùng em cái hoa. Chị mình nhìn dùng em cái hoa nha. Cái cành hồng như vậy nè. Cái cành hồng như vậy nè chị. Thêm cái bông ở đây rất là sáng luôn. Đó, hoa hiện ở bên trên, hoa ẩn ở phía dưới bên dưới, hoa mờ mờ. Hoa hiện rõ nè, hoa mờ mờ nè, trời đẹp lắm nha chị. Rồi, em còn cho mình là size M, size L, size M em còn trăm mấy chiếc á. Size L em chỉ còn 20 chiếc thôi. Size XL hết hàng và 2XL em chỉ còn 6 chiếc. Size 2XL là E82 là vừa đó chị. Rồi, đặt hàng cho em xin mã là 1523 nha. Mã 1523, 259.000 em mới sale á chị ơi. 1523 259.000 đồng rất rẻ nha các chị. Cứ việc đặt hàng bên em tư vấn nha. Tâm màu sáng chị xem mới, tâm dạ vải von hàng chị, vải von hàng mềm lắm. Tay nó mềm như vậy này chị. Nó mềm ha, không có sợ bị nhăn luôn. Vải mềm, không nhăn, mặt rất mát, hai lớp bên trong đứt lót cotton luôn, có khóa kéo phía sau lưng. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1523, mình đặt hàng nhớ mã dùng em. 1523 kèm số điện thoại, 1523 kèm số điện thoại giá 259.000 thôi. Giá 259.000 đồng thôi. Đẹp nha chị. Chị thích gam màu tươi sáng nhưng mà chị yêu mình bao nhiêu ký á chị yêu ơi, cho em xin cái số cân nặng nha. Hiện tại em đang có cái màu xanh này cũng khá là tươi sáng nè. Với lại em có cho mình cái tông màu đỏ hồng. Màu này màu đỏ hồng nha. Nó cũng khá là sáng với mình luôn. Hay là chị yêu thích cái màu này. Đó, màu này là màu hồng đỏ nha. Rồi, mẫu em đang mặc 1523 nha các chị. Mấy chị yêu ơi, 1523 đang giảm giá còn 259.000 đồng với còn cái này nào từ tựa gì đây ta. A à, chị mà thích cái này không, cái này em đang giảm còn 329.000 nè. Cái này em đang giảm, ủa còn hàng không nữa chứ. 1554, những cái đầm bo eo chung như thế này em đang còn ui. 1554 còn nè cả nhà ơi, 1554 còn nè, 329.000 đồng ha. Rồi nhanh tay đặt hàng sớm nha, đi dùm em nha cả nhà ơi. Đẹp nè, cái này cũng xinh nè chị, hoa nhí. Đó, màu sáng nữa ha. Màu sáng nữa lấy này không chị? Cái màu sáng nữa lấy này không chị yêu ơi. Màu này là cây khô. Để nhà mình không cảm dùm em nha, hơi quằn tại vì gì em phải kiểm tra hàng với mình nữa. Nếu cho mẹ không kiểm tra thì không có biết sai á. Mỗi ngày thì cái sai số nó khác nhau. Hôm nay có thể là nó hết hàng nhưng mà ngày mai nhiều khi nó sót kho thêm một vài chiếc. Có những cái đầm hôm nay đủ size luôn á, ngày hôm sau hết trơn hết trọi luôn cũng có. Chờ em xíu nha, em lên màu này nó sáng hơn xíu này trời. Chờ em chút nha. Mẫu này mã số là 1557 ha. 1557.
Đầm này 4 size này chị, 4 size còn 2 chiếc, 3 chiếc gì đó à. Đầm này cũng là hàng mới luôn. Đầm này cũng là hàng mới luôn chị, 1557. Màu này là màu nâu cam chị yêu nha. Màu nâu cam. Màu cam cam nâu nâu, hơi đỏ nhẹ một chút xíu thôi. Vừa tươi sáng nè, vừa sang nè, vừa không chán da luôn. Đó, đầm hoa thì em bao la chứ đầm cây cối như vậy á thì em sẽ có hai màu. Nhưng mà em sẽ sell trước cái màu cam cho mình nha. Cái màu đỏ tím là 329.000 nha chị. Màu đỏ tím là mã 1556 cho em. Màu đỏ tím mã số sản phẩm 1556 cho em chị yêu nha. Còn cái em đang mặc trên người là 1557 chị yêu nha. Rồi, mình thích cái nào đặt liền cho em cái đó. Tại 1557 em gần hết hàng. Chị xem cái xanh, hoa, đỏ, kế, tay dài, bông đen trắng rồi ok chị. Cái đó là hàng mới á chị ơi, để em mặc lên cho chị coi. Chị em chút nha. 1557 là cái em mặc nè. Đó, còn 1558 là cái em cầm nè. Ôi trời, 77. 1556 là cái em cầm. 1556 cái em cầm ha. 1556 giá 329.000 đồng. Chị khách nào thích cái này thì mình đặt hàng ngay cho em. 1556 giá 329.000 đồng. Còn cái 1557 này em đang giảm giá. 1557 chị khách nào đặt hàng em giảm giá cho mình luôn. Giá bao nhiêu cả nhà ơi? Từ 329.000 đồng em sẽ giảm giá luôn. 1557 279.000 luôn. 279.000 luôn cả nhà ơi. Chốt liền cho em 279.000 đồng luôn. Dễ thương lắm. Trời ơi nhìn nè, cây cối hoa lá hẹ này cả nhà. Trời xinh nha. Đường may thì rất là đẹp. Vậy này cũng vậy phân hàng luôn. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1557. 1557 giá 279.000. 279.000 đồng nha chị. 279 full size. Đặt hàng nhanh dùm em nha. Hôm nay em sale rất lớn. Chị yêu nào đặt hàng tranh thủ. À còn nếu như mình thích cái màu này, màu đỏ tím. Màu đỏ tím thì mình cho em xin mã là 1556. 1556 là giá 329.000. 1556 329.000 đồng dùm em. Tại vì cái em bận á, nó gần hết rồi, còn mấy chục cái nè, còn cái này còn 200 cái. cái màu tím này em về gấp đôi cái em đang bận. Cái màu tím em về gấp đôi cái em đang bận. Trời ơi, màu hiếm chưa? 1556 này cả nhà ơi, 329 giùm em ha. Đó, còn em đang bận thì em đang giảm là còn 279 á, mình chốt liền giùm em, chốt liền giùm em xinh lắm. Xinh lắm luôn nha, em cao mét 65, dài như vậy nè, trời chân váy xếp ly nè. Bầu không khen được luôn. 1557 cho em mẫu này. Em đang mặc 1557 nha. Chị Kim Dung có đơn rồi, báo size lần nữa rồi em qua mẫu nha. Em còn cho mình size M 36 chiếc, size L 37 chiếc và size XL 2XL còn 3. Chị nào mình đặt hàng lên đơn cho em. Em ấy là gần hết hàng. Mặc cái màu này nhìn sáng rồi cả nhà ơi. Rất là sáng luôn, nhìn cái gương mặt mình bừng bừng sáng luôn cả nhà. Màu này nè, tươi ha. Mã nền vải của em nó là màu kem mà có phối với mình hoa nè. Màu này là màu nâu cam nha các chị, màu nâu cam nha, không phải màu cam tươi nha. Rồi, chờ em xíu. Em hay tiếp cho mình cái mã màu xanh đó là em mới vừa về luôn á chị. Chị Cát Tường ơi. Đó, cái mẫu này em mới vừa về hàng, đẹp lắm nha. Thước tha lắm luôn, cực kỳ tiểu thư. Mẫu này mã bao nhiêu đây? Mẫu này mã là 1576. 1576 nè, đẹp quá trời quá đất luôn. Quan trọng mình đặt hàng sớm hay không thôi. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1576. 1576 cả nhà ơi. Sang quá trời sang, đẹp quá trời đẹp. Đầm này em có hai màu lận đó. Màu xanh với lại màu đen. Mà thường á, đầm màu đen em về nhiều quá rồi các chị. Các chị mình muốn đặt màu đen nào cũng có hết trơn á, cho nên em mới treo màu xanh lên trưng bày nè. Em có màu đen nữa nè chị. Em có màu đen đó nè, sang không các chị ơi? Rất là sang, rất là đẹp luôn. Rồi, em có màu đen nữa ha. Màu đen là 1577. Màu đen là 1577. Đó, còn em đang mặc trên người là 1576. 1576 em đang có cho cả nhà mình được đầy đủ 4 size từ 40kg cho tới tầm 65-66kg. Em tới đây tầm 85-86 độ về. Chất là vải chiếc phong cao cấp cho cả nhà mình ha. Tay lỡ nè, cổ tay le le. Lâu lắm rồi mới về tay le đúng không? Cũng mấy năm rồi đúng không cả nhà? Trời ơi xinh. Nhánh eo nè, xòe siêu dài. Ở đây cao 1m65 đầm để mặc dài chấm gót của em luôn. Hai lớp kèm hai túi cho mình ha. Trời ơi phong đầm dự tiền. Cả nhà đoán thử coi em ấy này bao nhiêu nè. Siêu dài luôn, siêu đẹp luôn. Chỉ có 360
69 ngàn đồng thôi, rất là rẻ luôn ạ. Đặt hàng sớm cho em nha. Nhìn cái đồng này 369 ngàn đồng mua một cái giá rất là hời luôn cả nhà. Em nói người nhà mình xem ha. Đó, thì cũng giống như trên livestream này nè. Hoa này các chị ạ. À. Trời ơi sang, hoa quá sang luôn. Thì cái đồng này em cắt bằng máy nha. Cái em đang bận là cái chùm hoa nó ở đây. Nhưng mà có khi em gửi hàng về nhà cho mình, có chùm hoa ở đây nè. Xích xuống một chút hay là xích lên một chút xíu. Tại vì cái đồng này em cắt bằng máy, cho là không có cái đồng nào họa tiết giống nhau cả luôn nha. Nền xanh và họa tiết như thế này thì nó đúng y chang vậy, nhưng mà nó sẽ nằm nhiều chỗ khác nhau cho mình. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1576. Mình đặt hàng bình luận ngay phía dưới cho em mã 1576 kèm số điện thoại cho em là được ha. Xinh quá trời luôn cả nhà ơi. Váy may hai lớp kèm hai túi. Trời em đẹp quá à các chị. Dễ thương, mặc mát lắm luôn á. Mình chúc ngay cho em đi chơi đi tiệc đồ, đi làm công sở nhập văn phòng được cho em. Giá là 369 ngàn đồng. Đồng này khá là dài, may cũng khá là tốn vải á các chị. Cho nên là số lượng em này không nhiều. Đối với những cái em đồng như vậy nè các chị ạ, bo thun nè, dáng siêu dài nè, như vậy nè, thì số lượng về không có nhiều, tại vì nó rất là tốn vải luôn. Cho là các chị mình thích thì mình đặt hàng sớm cho em nha. Mẫu em đang mặc trên người là 1576. Cái màu đen em chéo trên là 1577 nha chị. Hai màu cho mình luôn, chất liệu vải chiếc phong cao cấp cho mình. Mặc đi chơi đi tiền được, mặc đi làm công sở nhập văn phòng thoải mái thở ga. Giá thì siêu rẻ luôn, trời kiếm đâu đầm dự tiền mà giá 369 ngàn đồng các chị ạ. Chỉ có và sót em thôi, mã số sản phẩm là 1576. Rồi tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái nhé. Mã làm khác nha, lên váy này sale 119 ngàn đi. Mấy chị khách quen bên em thì đã thấy cái mẫu này rồi đúng không? Nhưng mà chị nào mà mình chưa biết đến bên shop em á, hay là lần đầu tiên coi, thì em sẽ lên cái váy đầm công em sale cho mình là 119 nha. Rồi còn mẫu em đang mặc trên người mã 1576 nha các chị. 1576, đặt hàng bình luận phía dưới cho em mã số 1576 kèm số điện thoại, giá 369 ngàn đồng, nên có cho mình full size đầy đủ luôn. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa ha. Đây, mẫu này giá 119 ngàn đồng. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1493. Em sẽ có cho mình hai màu cho mình dễ chọn luôn. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm 1493 ạ. Rất là đẹp luôn nha. Mặc màu đen chị xem. Rồi ok chị, sau mẫu đầm này em mặc lên cho chị màu đen luôn nha. Rồi, mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1493. Đó, 1493, đồng này chị có giá là 119 ngàn. Mấy em còn một màu nữa, màu đỏ nữa, 1492 cũng 119 ngàn đồng giá luôn. Nhưng mà cái họa tiết nó sẽ khác nhau. Rồi, mình thích cái nào bình luận cho em cái đó nha. Đây, 1493 là nền vẽ màu xanh và có phối với mình họa tiết lông tông. Còn 1492 là gam màu đỏ. Mình thích màu tươi tươi, mình lấy cho em màu đỏ. Còn chị khách nào mà mình thích mát mắt, nhìn vô thấy mát mắt một chút xíu thì mình lấy cho em màu xanh nha. Hai màu nào cũng đẹp hết trơn á. 40kg cho tới tầm 52kg, eo tối đa thì eo tầm 72 độ về cho em, chất liệu vải von. Em ấy em đang mặc thì hai lớp kèm hai túi nha. Và có khóa kéo phía sau lưng nha chị. Nhanh tay đặt hàng sớm để giùm em luôn. Rồi, giá bao nhiêu ạ? 119 ngàn đồng thôi. Chỉ cần có giá tiền là 119 ngàn đồng. Đặt hàng nhớ kỹ mã dùm em nha các chị. Mã số sản phẩm kèm luôn cho em cái số điện thoại là được luôn. Rồi đây, để cho đặt hàng tranh thủ dùm em. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm 1493. Cái em đang cầm là 1492. Đồng giá cho mình luôn 40kg cho tới là tầm 50-52kg. Eo tối đa thì eo tầm 70-72 độ về. Mình sẽ mặc đẹp thoải mái nha. Chứ vì vậy von cho mình tay ngắn nè, vai hơi phồng. Đồng này thì mình mặc lên thoải mái, không sợ bị chật quá tay đâu. Hai lớp cho mình nha, kèm luôn cả hai cái túi và có khóa kéo phía sau lưng luôn cho mình. Thích mẫu nào bình luận ngay phía dưới cho em tư vấn và chờ hàng luôn. Mã số với số điện thoại cho em là được ha. Mã số với số điện thoại cho em, giá chỉ có 119 ngàn đồng. Rồi em sẽ mặc cái màu đen cho chị két tường xem ha. Đẹp lắm, rất là đẹp luôn. Quan trọng là mình có đặt hàng nhanh hay không thôi. Em về cho mình hai màu, có cái đầm bitsai hoa nhí với là màu đen trắng với lại đầm bitsai trắng bi. Em mới vừa về hàng cho mình nữa đó, tại vì mấy cái mẫu kia chị em hết hàng rồi, bây giờ là mình phải chốt sớm thôi, chậm quá nó hết hàng uổng lắm luôn nha. Tiếp tục mẫu đầm này mã số sản phẩm là 1577. Đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1577 cả nhà nha. Đầm này cổ tròn, tay lỡ cổ tay loe ôm eo, dáng đầm phong xòe dài nè. Mẫu đang mặc trên người mã 1577 sang quá ơi chị.
Em có màu xanh với là màu đen, chị mình thích cái nào? Tại vì màu đen về nhiều quá trời rồi, cho nên em ngày hôm nay em có về thêm cho mình màu xanh nữa. Nhưng mà nhìn màu đen vẫn đẹp như thế nào đó đúng không ạ? Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1577 nha. Trời ơi xinh quá trời luôn nè, đẹp quá trời đẹp luôn nè cả nhà ơi. Chất liệu vải chiếc phong cao cấp, đầm này vải chiếc phong nha, đẹp lắm, hai lớp hai túi siêu phẩm cả nhà ơi. Mẫu đang mặc trên người mã 1577 nha. Chị nào đặt hàng lên lên sớm hay là em mặc cái này rồi? Em mặc cái màu xanh rồi, màu xanh em mặc rồi đó, màu đen nè các chị ạ. À, thích màu nào, thích màu nào lên lên màu đó. Màu xanh là 1576, màu đen là 1577, dáng siêu dài luôn. Chất liệu vải chiếc phong cao cấp cho mình, vải nè cả nhà ơi, mềm đẹp cực kỳ luôn, mà chỉ có giá là 369 ngàn đồng thôi. Em cao mấy 65, đầm đen mặc dài chấm góc nha. Thích mặc dáng dài thì mình cứ để dài dài, không thích mặc dáng dài thì mình lên like, lên like cắt ngắn được. Trời ơi vải nè cả nhà ơi, đẹp mê ly luôn nha, đẹp mê ly luôn. Nó chỉ khác cái màu nền thôi, còn cái họa tiết thì y chang nhau thôi nha. Đó họa tiết thì nó y chang nhau không ta? Y chang nhau luôn các chị ạ. Họa tiết y chang nhau luôn. Ồ đúng rồi, họa tiết giống y chang nhau luôn, màu sắc cũng giống luôn, khác có cái nền thôi. Rồi 77 hả chị, 369 ngàn đồng. Mà chị nào mà mình thích thì mình chốt liền cho em đi, tại vì váy dài á, em may tốn vải á cả nhà, tốn vải cho nên là không không có nhiều đâu, không có về nhiều được. Bao nhiêu cây vải em vô đây hết trơn rồi nè, dài như vậy nè chị đó, đầm dự tiệc mà 369 ngày đầu nó hiệp với cả nhà mình rồi nha, siêu rẻ. Ở đâu mà bán cái cả những cái đầm này, nó giống y như là cái áo dài vậy đó, nhưng mà em may khép hai cái này lại luôn, thành ra nó thành một cái váy dự tiệc luôn. Mày có 369 ngàn đồng thôi. Bình thường cả nhà mình đi thuê váy dự tiệc, thuê làm dự tiệc đi cũng ít nhất phải là 150 200 ngàn đúng không? Còn ở đây 369 ngàn đồng mua về thuộc quyền sở hữu của cả nhà mình luôn, nó rất là rẻ luôn. Mình đặt hàng sớm nha, em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Chị Lê Kiều Trinh ơi, 1492 với 1493 chị còn size M thôi nha. Giá của nó là 119 ngàn đồng. Chị mình có mặc vừa không ạ? À? Nếu như mình mặc vừa size M em sẽ lên cho chị rất là nhiều mẫu size M đang sale rẻ lắm. Rồi đây, cố gắng mình đặt hàng sớm nha em nha. Rồi, 1576 là cái màu xanh, 1577 là cái màu đen nha. Rồi, từng cái chùm hoa nó sẽ nằm nhiều chỗ khác biệt. Giống như các em đang mặc đi thì cái chùm hoa nằm ngay đây, các em đang cầm chùm hoa nằm bên trên chút xíu, hay là nhiều khi em gửi về hàng về nhà, cái chùm hoa nằm bên này, nó hay thấp xuống hay cao lên chút xíu cho mình nữa. Tại vì em cắt bằng máy cho là không có cái nào giống cái nào hết, cả nhà mình thông cảm giùm em về phần này nha. Đó, rồi tay lê như vậy nè, xinh nha các chị. Trời ơi, đẹp dã man luôn. Rồi, giá chỉ có bao nhiêu? 369 ngày đầu chốt luôn cho em nha. Vải chiếc phong siêu đẹp. Đầm này mà mình mua giá 369 ngày đầu rất rẻ, cái mình tranh thủ nha. À, chị Cát Tường ơi, cái mẫu váy này à, thứ năm em gửi cho chị được không chị yêu ạ? À? Hôm nay thứ hai ha. Thứ tư em có về. Thứ tư em mới về. Thì tầm thứ tư hoặc thứ ba mới về, mai mốt em mới có về, thì chắc tầm ngày kia thì em mới gửi hàng cho chị được nhé. Đó cái này là em nóng lòng em lên trước cho mình, em lên trước cho các chị yêu mình, cho chị khách nào mà mình khách quen bên em á là mình đặt liền đặt luôn đó. Còn hả? À, rồi được hả chị, tại em nóng lòng em lên đó các chị yêu ơi, số lượng nó ít quá đó, em lên luôn cho mình chốt luôn cho em. Không hết, em và chị Nguyễn Nhi nha, chị Phương Lê có đơn luôn nè, chị Thu Diệu em chào chị yêu mình ạ. À, rồi xem mừng chị ơi, nếu như mà mình mặc xem mờ em có cái mẫu này nữa, em đang sale còn 150 nè, rất là rẻ luôn, chờ em chút xíu nha. Thích mẫu nào đặt hàng phía dưới cho em mã số với số điện thoại, em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả mình luôn ha. Rồi đây hay thêm cho cả nhà cùng xem thêm mẫu khác, mẫu này cũng xinh nè. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536. 1536 chị ơi, đầm này có 149 ngàn đồng thôi. Lựa chị áo bông, chị cái áo bông trước ngực nha. Chị Cát Tường Lê, chị nhắn tin riêng cho bên các bạn chuyên viên được không chị? Chị nhắn tin riêng cho các bạn chuyên viên. Đây để chị yêu ơi. Chị biết biết chụp màn hình không ta? Chị Cát Tường Lê chụp lại ảnh màn hình cái này giùm em đi. Để mấy bạn nót vô cho mấy bạn kia lựa cho mình. Lựa cho mình cái bông 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 tự tự vậy nè. Đó chị mình chụp lại giùm em đi, cho mấy bạn lựa cái bông ngay đây nè chị. Đó. Rồi chụp lại cho chị yêu ơi. Rồi mình chụp lại giùm em nha. Để mấy bạn lựa cho mình. Rồi ok.
Nhiều lắm chị, thì chắc chắn là cũng nó cũng nằm đâu đó thôi. Nó rồi, ok em cảm ơn chị. Nó cũng nằm đâu đó ngay đây thôi chị. Có điều bên này hay là ngay đây thôi, cũng vậy thôi chị yêu ạ. Rồi chị chụp lại rồi gửi cho mấy bạn chuyên viên rồi để mấy bạn lựa lựa riêng cho mình. Giảm cho chị Mai Mai nha. Rồi em đang mặc trên người 1536 nha. 1536 giá là 149.000 đồng. Chị nào mà đặt hàng lên đơn sớm với em luôn. Đó, von hàng phần tay may một lớp, thân váy kỹ lưỡng hai lớp cho mình, có khóa kéo phía sau lưng luôn. Von hàng nha chị, mẫu em đang mặc trên người mã 1536 giá 149.000 đồng cho mình. Nền vải màu đen nè, hoa thì màu cam, màu đỏ đỏ hồng hồng cho mình ha, xinh quá trời luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1536 cho em nha. Rất là đẹp luôn. Rồi nhanh tay lên đơn sớm vậy von hàng nha chị. Nhánh eo dáng nọc không xòe 40kg cho tới 50kg, eo tối đa thì eo tầm 70 độ về, kể cho mình xem mặc đẹp thoải mái nha. Mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm là 1576. Chị là mình đặt hàng lên đơn sớm cho em nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho các chị mình cùng xem mẫu khác. Em mới về hàng cho mình cái này để các chị cùng dễ thương lắm. Hoa này cũng xinh lắm nè. Đây, cái này là làm big size, siêu co giãn luôn mà nó dài lắm, nó dài chấm gót luôn nha. Em ấy thì cũng 369 hoa như vậy nè chị. Nè vải màu đen nha, những cái chùm hoa nhỏ 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 như thế này để xe thì mình tưởng nó hoa nó to đúng không? Không có đâu cả nhà, hoa nó nhỏ nhỏ như này dễ thương lắm. Rồi, cũng 369.000 ha. Vải này vải von tâm. Vải này vải von tâm eo nè. Đó. Eo này cả nhà. Siêu co giãn luôn. Vải mềm lắm, cũng may xếp tầng cho mình. Đầm này đứng gần mình mới thấy độ đẹp của nó, đứng xa là nó bớt đẹp và đứng xa là mình thấy bự 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 luôn các chị ạ. Nhỏ xíu à, bông nhỏ 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 dễ thương lắm. Mẫu này mã là 1565, mã 1565 cho em ha. Rồi chị nào muốn em mặc lên mình lụng phía dưới giùm em, còn em đang mặc trên người là 1536. 1536 đặt hàng bình luận cho em 1536. Em đang cho mình cái đầm chiếu chiếu và lên mình lên đi. Kể cho thích chiếu này hay là kể cho mình thích chiếu này. Đen chiếu chiếu nè, hay là mình thích cái đầm này vàng chiếu chiếu. Rồi đen chiếu chiếu thì nó còn hai size thôi nha. Còn vàng chiếu chiếu này còn full size thôi, để em lên cái vàng này trước đi. Chị nào muốn coi màu đen thì bình luận màu đen. Rồi trên sào em có bao la bát ngát và chị Đỗ Lan ạ. Trên sàn có bao la bát ngát, quan trọng rồi thích cái nào, thích cái nào mình lục phía dưới cho em mặc lên giới thiệu. 63kg mẫu em mặc không vừa nha, mẫu em mặc dưới 50kg, em dưới 70 thôi. 63kg em hết hàng rồi, em lên mẫu khác. Rồi mẫu này có size này chị, mẫu này có size 63kg cho chị mình nè. Mẫu này mã số sản phẩm là 1550 ha. Rồi tiếp tục, mẫu em đang mặc cho người mã số sản phẩm 1550. Đầm này thiết kế sẽ là cổ vuông, cúp cắt vòng 1 rất là đẹp luôn. Còn mẫu, có mẫu đầm nèo dài bông sáng không em? Chị yêu ơi, có đó, cái màu xanh đó chị yêu ơi. Dài bông sáng, có chị. Đợt này về nhiều lắm. Đủ size đó, để size có cái này đúng không chị? Cái này dài thằng lần luôn, bông sáng, không. Không dài bằng cái màu xanh với cái màu đen này. Cái màu xanh với cái màu đen này dài tới mắt cá chân luôn. Còn cái này thì dài gần tới mắt cá thôi, 5 phân nữa mới tới, nhưng mà cũng dài đó, cũng khá dài, 1555. Chị em chút nha. 1555. Rồi, ba size à chị, đầm này tới 70kg thôi nha. Đầm này chứ tới 70kg thôi chị ơi, không có 80 85kg rồi. 70kg tại vì em chỉ còn ba size nhỏ à, gần hết luôn. Trời ơi. Gần hết luôn các chị ơi, chị nào đặt hàng mẫu này em giảm giá cho mình nè. Chị nào đặt hàng cái mẫu đầm này em giảm giá cho mình nè cả nhà ơi. Hồi bữa là em bán 369 đúng không? Chị khách nào đặt hàng mẫu này ngày hôm nay em giảm giá còn 329.000 luôn. Rồi có màu này nữa. Có màu này nữa, màu này thì nó không sáng lắm vậy được, cái này dễ thương. Cái này là gì ta? 1554 chị yêu ơi, màu này màu nâu ha, dễ thương quá trời nè. Màu nâu, em còn cho mình sẽ XL 8 cái hay 9 cái gì á. Nào, ôi ngược lại rồi, XL 9 cái, 2X còn 8 cái, 329.000 luôn. Cái này 1554, cỡ này 1555 cho em. Màu sáng, dài luôn. Rồi hay là chị thích cái này. Chị thích cái này cũng có nè, cái này cũng dài nè, màu sắc tươi sáng nha chị nè. Này vải màu xanh và có phối cho cả nhà mình hoa nhỏ nhỏ. Chạy đều trên này vải cho chị mình luôn ha.
đầm thì chắc là vậy, von bông nổi những cái chấm bông nhỏ 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 nè, những cái chấm bông nhỏ nhỏ trải đều trên này vải cho mình nè, chấm 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 này cả nhà, đây 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 chấm 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 nè, mình sờ lên rất là êm luôn nha, không gây ngứa ngáy, không gây chấm chích khó chịu. Đầm này 369, đầm này 369, hai cái hồi nãy em giơ là 329, tại vì em bị lẻ sai rồi. Đâu có phải lại nha mấy trời, em về tới tới đây hai cái này về trước, sau em về cái này. Rồi bây giờ em có cái hoa màu đen và em có thêm cho chị yêu mình là chấm bi. Trời ơi, bán rất là chạy luôn, em bán rất là chạy luôn cả nhà, tại vì số lượng về không có nhiều á. Thứ nhất là về không nhiều, còn thứ hai là các chị mình rất là thích những cái đầm mà tay dài, dáng dài như vậy, mà giá em bán lại quá rẻ, có 300 mấy à, rất là rẻ luôn. Chị Trang Nguyễn một cái xem mờ có đơn nha, 1555 nè. Rồi đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1550, đầm em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1550. Chị là mình đặt hàng ngay bây giờ mình luận phía dưới cho em nha, mã số sản phẩm là 1550, kèm luôn cho em cái số điện thoại. Thì hiện tại em đang có cho mình đầy đủ 4 size, em đang có cho mình size M, size L, XL và là cả 2XL luôn, từ 40 kg cho tới là tầm 65-66 kg, em tới đây tầm 85-86 độ về, chất 17 V và có phối cho cả nhà mình kim tuyến lấp lánh lấp lánh như thế này. Thì cái kim tuyến này là em dệt bằng chỉ kim tuyến nha, khi mà mình giặt ủi thì sẽ không bay, không phai, không bong tróc, không rơi rớt, và kim tuyến này nó sẽ nổi ở trên cái bề mặt bên ngoài của vải nha, cho nên khi mà mình mặc lên thì làn da của mình sẽ không gây ngứa ngáy, chăm chích hay khó chịu gì hết trơn luôn á cả nhà ơi. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã 1550, giá 249.000 đồng, mã 1550, mình đặt hàng bình luận phía dưới cho em nha, mã 1550 kèm số điện thoại giá 249.000. Rồi 249.000 đồng, 40 kg cho tới 65-66 kg, em tới đây tầm 85-86 độ về mặt đẹp luôn. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một đầm khác. Sơ mi chưa mấy xếp ly, ngày hôm nay em có sale nha. Vải nào vải lên nành. Thôi lên vải này đi. Lên cho mình cái vải lên nành để cả nhà ơi, đẹp nha. Còn em đang mặc cho người là Von chạy chị kim tuyến. Von chạy chị kim tuyến giá 249.000 đồng, mã là 1550. Mẫu em đang mặc cho người mã số là 1550 nha chị, đặt hàng bình luận cho em mã 1550 kèm số điện thoại. Rồi, tiếp tục em sẽ lên luôn cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nè. Mẫu này là mã 1518. Rồi đây tiếp tục, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm 1518 nha. Đầm thấy cái sợi là của sơ mi, của sơ mi cho mình nè. Tay ngắn vai phồng, nhánh eo, dáng lòng phông xòe, chân váy xếp ly xếp ly. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518. Chị nào mình đặt hàng ngay bây giờ mình tranh thủ. Hiện tại em đang có cho mình full size dòng vải linen cao cấp cho mình ha. Vải này tương đối khá là dày dặn luôn. Đó, mình mặc lên thì nó mềm nha chị, mềm nha, êm ái nha, không gây khó chịu gì hết trơn luôn á. Vải này không sợ bị nhăn. Chân váy này em may sẽ xếp ly đều từ phía trước ra tới phía sau cho mình như thế này. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1518, mình đặt hàng bình luận ngay cho em mã 1518 kèm số điện thoại nha. Mã 1518 kèm số điện thoại giá là 269.000. Rồi 269.000 đồng, mẫu đang mặc trên người mã số 1518. Chị là mình đặt hàng lên đơn sớm cho em luôn, 1518 kèm số điện thoại. Chị Thoa Thoa có đơn nè. Rồi nhanh tay dùm em nha cả nhà ơi, vải lên nành trong tủ đồ mình có chưa? Nếu như chưa có thì mình nên chốt ngay cho em ha. Váy rất là êm ái luôn. Này vải là màu trắng kem cho mình, và có phối cho mình họa tiết da teo màu nâu đen ha. Chân váy thì xếp ly đều từ phía trước nè, đó, đều ra tới phía sau cho mình luôn. Xinh quá trời quá đất luôn. Mẫu đang mặc trên người mã 1518, đầm em đang mặc trên người mã 1518 nha các chị. Mình đặt hàng bình luận ngay phía dưới cho em mã số 1518 kèm luôn cho em cái số điện thoại, giá chỉ có là 269.000 đồng thôi, full size đầy đủ, 40 kg cho tới tầm 65-66 kg, em tới đây tầm 85-86 độ về mặt đẹp thoải mái luôn. Rồi em sẽ lên cho mình đầm sơ mi siêu phẩm. Đó, có nút phía trước nè, rồi tay lưới lưới cho mình nữa, dễ thương quá trời luôn. Chờ anh chút nha. Còn mẫu em đang mặc trên người mã số là 1518 nha các chị. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1518 nha. Chị là mình đặt hàng bình luận phía dưới cho em mã 1518 kèm số điện thoại luôn cho em là được. Tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu đầm khác nữa nha. 1542. 1542 đầm đẹp quá trời luôn. Thân váy trước tiết mưa và có phối cho cả nhà mình cái tay lưới.
Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1542 nha cả nhà ơi. Đầm này thiết kế sẽ là cổ sơ mi nè, tay đen lưới có phối kim tuyến lấp lánh cho mình. Em váy này thì em đang có cho mình đầy đủ full size nha các chị, từ 40kg cho tới là tầm 65, 66, à 68kg luôn, 65, 68kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85, 88 độ về mình mặc đẹp luôn ha. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1542. 1542 phần thân váy chứ là về tuyết mưa nha chị. Vải này thì nó có cái độ dày dặn vừa phải nha. Em phối cúc cho cả nhà mình từ cổ áo chạy dài xuống dưới phần chân váy nè. Một lớp cho mình ha, tay đen lưới khóa kéo phía sau. Mẫu em đang mặc trên người mã số sản phẩm là 1542. 1542 chị là mình đặt hàng lên đơn sớm cho em luôn. Mã số 1542 kèm luôn cho em cái số điện thoại bên em có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn nha. Có gì chị yêu ạ? Giày hả chị? Không, em không có giày chị yêu ơi, em chỉ có váy đầm thôi. Em chỉ có váy đầm thôi chị yêu ơi. 1542 này chị, 1542 em đang giảm giá nha, còn 349.000 chị yêu nha, 349.000 đồng luôn. Vải này thì tương đối dày dặn vừa phải. Đó, may một lớp thôi. Mặc lên thì đảm bảo không có sợ thấy sợ lộ gì hết nha chị, đẹp nha. Tay này thì em sẽ may cho mình là tay đen lưới phối kim tuyến. Cả gia mình cho em xin nha. 5 giây uống miếng nước nha các chị yêu ạ. Rồi, mẫu em đang mặc trên người mã 1542 nha. 1542 mình đặt hàng nhớ kỹ mã dùm em. 1542 kèm số điện thoại chị Hồng Nhung. 1542 có đơn luôn, rất là đẹp nha các chị ơi. Sale rẻ trong livestream, chị khách nào mình đặt hàng thì bây giờ mình tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Rồi, mẫu đầm này cũng là khép lại về livestream tối ngày hôm nay. Các em chị khách nào vào sau có thể coi lại, hoặc là mình đón xem như mà livestream kế tiếp của bên em vào lúc 6:30 hàng ngày nha.